Thưa quý vị và các bạn, dự báo kinh tế năm 2023, bên cạnh những tín hiệu cơ hội tích cực thì không tránh khỏi những khó khăn thách thức. Chính vì vậy, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp củng cố lại nội lực, tạo nên sức bật mạnh mẽ, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Và tại buổi họp mặt thường niên doanh nhân đồng bằng sông Cửu Long vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức, chủ đề này đã được sự quan tâm của các doanh nghiệp. Theo khảo sát của VCCI Cần Thơ tại đồng bằng sông Cửu Long, trong năm 2022, có khoảng 36% doanh nghiệp nhận định giảm doanh thu, lợi nhuận và có 7% chỉ ở trạng thái duy trì hoạt động. Khoảng 57% doanh nghiệp nhận định có tăng và tăng khá cao. Tháng 11 năm 2022, khoảng 3.610 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 45%. Ngược lại, có khoảng 10.780 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 43%. Nền kinh tế nói chung đang có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Cơ hội sẽ đến với doanh nghiệp có chiến lược cụ thể và thích ứng kịp thời. Muốn vậy, phải có nền tảng vững chắc, đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Qua cái dịch Covid nè, qua cái việc là vừa thời gian thay đổi cái chủ sở hữu từ một doanh nghiệp nhà nước, rồi cổ phần hóa, rồi bây giờ là một công ty con của một tập đoàn Nhật, thì tất cả những cái đó nó chứng minh được rằng nếu doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp thì những điều cốt lõi nhất của doanh nghiệp không bao giờ thay đổi. Thí dụ như tinh thần dấn thân của đội ngũ, tinh thần đoàn kết đội ngũ, tinh thần sống chết vì thương hiệu và đặc biệt là tinh thần vì cộng đồng của doanh nghiệp. Mà nếu như vậy thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững trong bất cứ trường hợp nào. Trong cái vấn đề mà xây dựng nó có những phẩm chất tốt, rồi giá trị cốt lõi để doanh nghiệp đó có sự khác biệt với các doanh nghiệp khác cùng ngành hàng. Đấy, nó tạo ra một cái sự khác biệt. Đấy, rồi nó từ đó làm cho cái niềm tin của khách hàng đối với mình, nó làm cho cái kết nối giữa các cá nhân trong một cái công ty, rồi trong cùng một cái quan điểm, cùng một cái nhận thức để hướng tới mọi vấn đề mà có xây dựng và phát triển doanh nghiệp nó bền vững và tốt đẹp. Theo định nghĩa rộng, văn hóa cần được nhìn nhận trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Văn hóa tồn tại, lan tỏa ở tất cả mọi người, dù ở bất kỳ vai trò nào, từ làm công tác nghiên cứu khoa học, sáng chế, sản xuất, kinh doanh. Đây là sức mạnh nội sinh quan trọng mà doanh nghiệp giai đoạn mới tiếp tục chú trọng xây dựng, vun đắp để phát triển mạnh và bền vững.